Instagram bắt đầu triển khai tính năng ẩn lượt like trong bài đăng. Sau hàng loạt tin đồn về việc Instagram sẽ ẩn số lượt like từng bài đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình, ngày hôm nay, Facebook đã chính thức xác nhận sẽ triển khai tính năng này cho toàn bộ người dùng Instagram, trước tiên sẽ bắt đầu với người dùng tại Canada. Tại hội nghị các nhà phát triển app tổ chức vào 30 tháng 4 vừa qua, Facebook đã xác nhận việc loại bỏ số lượt like không chỉ còn là ý tưởng ban đầu nữa, thay vào đó, Instagram sẽ cân nhắc cập nhật tính năng này cho mọi người dùng, và kể từ tuần sau, người dùng Instagram tại Canada sẽ là đối tượng người dùng đầu tiên được trải nghiệm tính năng này. Cụ thể, ứng dụng Instagram đã bắt đầu gửi thông báo những thay đổi mới cho nền tảng này tới người dùng tại Canada. Những thay đổi mới sẽ chỉ áp dụng với những người theo dõi, tức là người theo dõi sẽ không thể thấy được bài đăng có bao nhiêu like, mà sẽ chỉ có người đăng ảnh mới thấy bài của mình được bao nhiêu lượt like. Chúng tôi muốn những người theo dõi bạn tập trung hơn vào những gì bạn chia sẻ, chứ không phải tập trung vào việc ảnh của bạn có bao nhiêu like. Trong quá trình thử nghiệm, sẽ chỉ có bản thân người đăng mới xem được lượng like cho từng bài đăng. Từ trước tới nay, số lượng lượt like, ưa thích là một phần không thể thiếu trong cách mà các nền tảng mạng xã hội hoạt động. Với việc loại bỏ số lượt like, thay đổi này sẽ tác động không nhỏ tới cách sử dụng mạng xã hội của người dùng. Tuy vậy, chúng ta có thể nhìn vào những mặt tích cực, rằng Instagram thực sự muốn quan tâm tới những nội dung mà người dùng chia sẻ, chứ không phải lượt like mà người dùng để sống ảo.